Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với tỉnh Bắc Giang về kết nối cung cầu thúc đẩy tiêu thụ nông sản. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, tình hình dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng lớn đến cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, trong đó có tiêu thụ vải thiều của Bắc Giang. Vì vậy, Bộ và tỉnh Bắc Giang cần phối hợp thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn. Bộ Công Thương đã đề ra các giải pháp trọng tâm, đồng hành cùng Bắc Giang trong tiêu thụ vải thiều. Theo đó sẽ ưu tiên thị trường trong nước đối với vải thiều và đây là mục tiêu chính, cơ hội để quan tâm chăm lo cho thị trường trong nước. Vì nhiều người dân vẫn chưa được tiếp cận vải thiều của Bắc Giang, phấn đấu duy trì thị trường xuất khẩu truyền thống, xây dựng kế hoạch cụ thể tiêu thụ đối với từng loại nông sản, phối hợp với các bộ ngành liên quan, ưu tiên xuất khẩu chính ngạch, chỉ đạo Tổng cục Quản lý Thị trường, chỉ đạo các cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố, tạo điều kiện cho lưu thông, kiểm tra, ngăn chặn tình trạng trục lợi tăng giá, chống gian lận thương mại. Về cung ứng hàng hóa, Bộ Công Thương cùng đồng hành, bảo đảm hàng hóa cho Bắc Giang trong mọi hoàn cảnh, song tỉnh phải xây dựng kế hoạch chi tiết, nguồn hàng cụ thể để Bộ có phương án xử lý. Bộ Công Thương cũng đang chỉ đạo các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp thuộc Bộ hướng về các tỉnh có dịch, nhất là Bắc Giang để cùng chung tay, ủng hộ, góp sức phòng chống dịch COVID-19.